Mới đầu mình chưa quen khi mà ấy răng cái buốt mình mới đầu không ăn được. Mình giao tiếp thì cũng nói mình cũng không được tròn âm, mình có câu mình sẽ bị nói ngọng. Về ăn uống thì mình đúng là khâu vệ sinh thì mình sẽ phải kỹ càng hơn, thì ăn nó hay bị dính vào mắc cài, nhưng mà kỹ càng hơn thì những cái vấn đề đấy thì mình cũng nghĩ là nó chỉ là nhỏ thôi. Sau mình thấy đẹp, hiện tại bây giờ mình thấy rất là ưng mình, thì mình những khó khăn đấy mình cảm thấy mà mình xứng đáng. Em tên là Hà, em năm nay 27 tuổi, em nhà ở Thái Nguyên ạ. Hiện tại thì em đang làm về spa. Ngày trước thì răng em bị lệch nhân trung, đấy, xong rồi khớp cắn bị lệch, nên là mình ăn uống mình cũng thấy khó hơn. Khi mình chụp ảnh ấy, mình nhìn rõ mình cái hàm răng của mình bị lệch, đâm ra nhìn nó nhìn lệch hẳn khuôn mặt, nhìn mất rất là mất thẩm mỹ. Xong rồi mình lại làm về spa, mình hay đi giao tiếp với mọi người, đâm ra là khá là ảnh hưởng đến việc giao tiếp, đâm ra là mình phải lựa chọn là đi chỉnh nha luôn. Thật ra đau thì cũng không đau, nên chỉ là mình hơi nhức, mỗi lần mình đi chỉnh nha về thì mình có nhức 1-2 ngày, nhưng sau đấy là không vấn đề gì nữa. Thật ra thì làm đẹp mà, đau sau chữa đau là chữa đẹp. Chỉ cần là mình biết mình đẹp, có quá trình mình kết quả mình đẹp là được. Còn đau thì thật ra thì làm đẹp vấn đề là cũng cũng phải có cái đau và có cái buốt. Được khoảng tầm ra ngoài 6 tháng là mình bắt đầu thấy hàm răng của mình thay đổi. Bắt đầu nhổ răng, bắt đầu kéo và bắt đầu là mình đã thấy thay đổi rồi. Thì mình cũng biết là trong quá trình niềng răng thì mình không thể nhanh được. Nhanh nếu mà đẩy nhanh quá thì nó sẽ kéo theo nhiều cái vấn đề khác. Nên là mình cứ là mình làm mình tin tưởng bác sĩ thôi. Bác sĩ bao giờ bảo tháo được thì là mình tháo. Chứ mình cũng không đặt nặng vấn đề là thời gian bao lâu. Đấy, thói quen là mình ăn thịt, như là thịt gà, những thịt dắt răng là mình cũng phải mất gần 1 năm mình không ăn luôn. Chỉ ăn những thịt mềm, như là thịt băm thì mình mới ăn thôi. Còn ra ngoài ra như thịt gà, thịt vịt hay là những cái thịt khác là mình gần như là mình bỏ hoàn toàn 1 năm đấy, không ăn luôn. Sau 1 năm thì tự nhiên mình ăn uống mình cảm thấy mình ăn dễ hơn này. Có thể là do cái hàm của mình nó vào khớp hay là hàm chắc hơn, thì mình ăn thịt mình cảm thấy không không bị vướng ngại như là ngày trước nữa. Ngày trước mình ăn thịt gà nói chung là mình cũng không cắn không xé được mấy. Giờ mình thì mình thoải mái hơn rồi. Mình qua bạn bè, cái nhất bạn bè cũng giới thiệu, mình cũng tìm hiểu trên nha khoa Thế Anh và mình có xem ở trên Facebook. Đó, mình tự nhiên mình có cảm thấy có ấn tượng và mình tin tưởng hay là mình lựa chọn. Mình cũng gần ở Thái Nguyên cũng có khá nhiều địa chỉ, mình cũng thử mình cũng xem qua trên Facebook, nhưng mà mình cảm thấy nha khoa Thế Anh thì mình thấy tin tưởng nhất. Mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi mình lựa chọn đúng nơi uy tín mình chỉnh nha. Cái là đến hiện tại bây giờ đến kết quả giờ mình rất hài lòng. Trong quá trình mình chỉnh nha thì mình cũng cảm thấy hài lòng với cả từ nhân viên cho đến bác sĩ, là mình cảm thấy rất là thích cái phong cách làm việc của mọi người. Mình chấm ở điểm 10, nếu được có 11 thì mình vẫn chấm. Rất là cảm ơn đã cho em một cái nụ cười, mình cảm thấy một cái cười mình tự tin hơn. Và bây giờ mình nói mình đi giao tiếp đâu thì mình cũng cảm thấy mình không không bị tự ti về như ngày trước nữa. Rất cảm ơn phòng khám nha khoa Thế Anh ạ.